Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga tập kích hỏa lực với tần suất lớn, dày đặc, thảm kịch với Kiev. Thống kê của Ukraine cho thấy Nga đang tập kích hỏa lực các thành phố của Kiev với tần suất dày đặc chưa từng có trong 2 năm qua. Không quân Ukraine thống kê, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát, Nga đã tấn công UAV vào Ukraine liên tục tất cả các ngày trong suốt một tháng. Theo đó, thì Nga đã phóng tổng cộng 1.339 UAV Iran, Kiev nghi là Shahid mua của Iran, vào các thành phố và thị trấn của Ukraine trong tháng 9. Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được 1.107 chiếc và gây nhiễu một số chiếc khác. Xu hướng này tiếp tục kéo dài tới những ngày đầu tháng 10, khi Nga mỗi ngày đều phóng UAV Iran để tập kích cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng của đối thủ. Tháng 9, Thủ tướng Denis Sihan đã cảnh báo rằng Moscow đang lên kế hoạch cho các cuộc không kích hàng loạt mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công lớn nhằm vào Ukraine từ năm 2022 tới nay, gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng và cần phải cắt điện luân phiên trên khắp cả nước. Theo không quân Ukraine, các cuộc tấn công UAV của Nga trong tháng 9 có quy mô không quá lớn nhưng lại diễn ra thường xuyên. Đây có thể là chiến thuật nhằm buộc Ukraine kéo căng hệ thống phòng không trên cả nước để sau đó Moscow sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn. Kiev là một trong những thành phố thường bị Nga tấn công trong thời gian qua. Theo Cục Quản lý Quân sự thành phố, Nga thường tập kích vào ban đêm, sử dụng UAV đủ kích cỡ, bay từ nhiều độ cao khác nhau và từ nhiều hướng cùng một lúc. Đặc điểm của các UAV Garand là giá rẻ hơn rất nhiều so với các dòng tên lửa. Nga sở hữu năng lực sản xuất quốc phòng mạnh mẽ và họ đặt ra mục tiêu có thể xuất xưởng 1,4 triệu UAV trong năm nay. Đó là lý do vì sao Nga có điều kiện tăng cường tấn công đối thủ. Cuối tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và hầu hết các năng lực sản xuất thủy điện ở Ukraine. Vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Kemal Galushchenko đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đang đến gần. Quân đội Ukraine ở Golia cũng như Kharkov rơi vào tuyệt vọng. Hành lang thoát ra rộng 8 km lại không có rào cản. Đây là nơi lực lượng Nga sẵn sàng cho một màn tháo chạy ồ ạt của đối phương. Một cuộc phản công khác của quân đội Nga bắt đầu theo hướng quốc, dộ tin lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi Vysotsk. Obukhovka cũng như Mirvision, các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Nga đang diễn ra dọc theo các tuyến rừng. Cuộc tấn công của quân đội Nga đang tiếp tục theo hướng Kupiansk, với các mũi xung kích được cho là tiến sâu hơn và làng Koloslikita. Tại Torets, lực lượng Moscow đang tập trung tiến về phía khu mỏ và quận Sabaka. Các video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga tiến về tuyến đường tiếp tế quan trọng chạy qua New York và Sabaka. Về phía Poprovka, quân đội Nga vẫn đang cố gắng vượt qua Selidov. Lực lượng của họ đã tiến về phía bắc ngôi làng theo hướng đường M30. Hainik và Kurakov cũng đang có nguy cơ bị bao vây. Quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế phía bắc dẫn vào Hainik, gặt hái thành công ở khu định cư này. Nga chờ sẵn màn tháo chạy ở Kurakov của quân đội Ukraine. Kênh Zedoka cho biết, những ngày qua mọi sự chú ý trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đều đổ dồn vào Olenda. Thành phố được tuyên bố đã sạch bóng quân đội Ukraine. Sự thất thủ được chờ đợi từ lâu của pháo đài lớn nhất này gắn bó chặt chẽ với bối cảnh các sự kiện trong vùng tác chiến khi mà lực lượng Moscow nắm quyền chủ động ở những nơi trọng yếu về mặt chiến lược. Vì vậy, quân đội Nga đã đột nhập vào Ochovskoy, cắt đôi khu vực Kurakov của mặt trận. Vị trí của quân Nga vòng qua Sedirovo được xác nhận từ phía Bắc và hồ chứa từ phía Nam. Các đơn vị Kiev ở Gorniak cũng như Kurakov rơi vào tình thế tuyệt vọng. Hành lang thoát ra rộng 8 km lại không có rào cản nào đối với quân đội Nga. Đây là nơi mà lực lượng Moscow từ Olenda sẵn sàng cho một màn tháo chạy ồ ạt của đối phương dọc theo những con đường cuối cùng dưới sự tấn công của FPV và màn hỏa lực pháo binh dày đặc.
Ukraine chiếm ưu thế trong cuộc đua UAV với Nga. Theo các chuyên gia, nỗ lực phát triển lĩnh vực máy bay không người lái UAV không những giúp cho Ukraine chiếm ưu thế trước Nga trong cuộc đua này, mà còn giúp cho Kiev giảm phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. UAV đã thống trị chiến trường Ukraine, được cả hai bên sử dụng cho mục đích chiến đấu và thu thập thông tin tình báo. Mặc dù ngày càng có nhiều UAV của quân sự truyền thống đang hoạt động, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV trở nên đặc biệt nổi bật và được chứng minh là phương pháp rẻ tiền và hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào đối phương. Tầm quan trọng ngày càng lớn của UAV trong cuộc xung đột hơn 2 năm qua đã thúc đẩy Ukraine và Nga tăng cường nỗ lực trong nước để sản xuất các hệ thống không người lái, khởi động một cuộc chạy đua vượt trội về khả năng sản xuất. Kiev dường như đang chiếm ưu thế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần này các công ty quốc phòng của Ukraine hiện có thể sản xuất 4 triệu UAV trong một năm. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cho biết Moscow có ý định tăng cường sản xuất UAV gấp 10 lần lên khoảng 1,4 triệu chiếc mỗi năm. Thấp hơn đáng kể so với nước láng giềng, Ukraine đã đặt ra các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng, nhất là với các FPV. Kiev cũng đang xây dựng một kho vũ khí gồm các xuồng không người lái được sử dụng để tấn công hạm đội Biển Đen của Nga và các UAV tấn công tầm xa dùng để tập kích vào các cơ sở quân sự và năng lượng quan trọng sâu bên trong nước Nga. Sản lượng UAV của Ukraine ngày càng tăng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng quy mô cơ sở công nghiệp quốc phòng. Kiev từ chỗ gần như không sản xuất vũ khí trước xung đột đã chuyển sang sản xuất đạn dược mới với tốc độ cực nhanh. Nhiều năm trước, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có vẻ như bất lực, thì ngày nay đây là ngành đang trên đà dẫn đầu, ít nhất là ở châu Âu, Tổng thống Zelensky nói. Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Washington trong tuần này nhận định những nỗ lực không ngừng của Kiev nhằm phát triển sản xuất quân sự trong nước cuối cùng sẽ cho phép nước này giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh Kiev vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây trong vài năm tới để đối phó với Nga và giành lại các vùng lãnh thổ quan trọng đang bị Nga kiểm soát. Các nước phương Tây đã cung cấp hơn 100 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và an ninh cho Ukraine. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất với tổng hỗ trợ an ninh trị giá gần 60 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. Đến nay, các nước này vẫn chưa đáp ứng đề nghị của Kiev về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trong bài phát biểu vào tối ngày 6 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở luật pháp quốc tế và không có bất kỳ tranh chấp nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ. Ông Zelensky nói, mọi thứ được nêu trong kế hoạch chiến thắng là hoàn toàn có thật đối với các đối tác của chúng tôi. Trên thế giới có nguồn tài nguyên này, một nguồn lực tăng cường sẽ cho phép chúng ta tiến về phía trước. Đây chính xác là mục tiêu, nhiệm vụ của chúng tôi, đảm bảo cho Ukraine nền hòa bình đáng tin cậy, an ninh lâu dài. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở luật pháp quốc tế và không có bất kỳ hoạt động buôn bán chủ quyền hay thương mại lãnh thổ nào. Chính xác như được dự tính bởi công thức hòa bình, Ukraine cần một nền hòa bình thực sự, công bằng, được đảm bảo bảo vệ khỏi chiến tranh. Điều này chỉ có thể thực hiện được ở những vị trí vững mạnh, chỉ khi cả người dân và đối tác của chúng tôi thực sự đoàn kết, ông nhấn mạnh. Đây là những gì chúng tôi đang làm việc. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi, những người sẵn sàng biến tuần tới thành lịch sử theo nhiều cách. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ. Ông Zelensky cho biết công việc vẫn tiếp tục giữa các nhóm từ Ukraine và Mỹ cũng như các đối tác khác để chuẩn bị cho hội nghị Ramstein. Các quyết định quan trọng và nói chung là các cuộc họp và đàm phán vào tuần tới. Tổng thống lưu ý, tuần này có thể là tuần tích cực đối với khả năng phòng thủ của chúng tôi, đối với tầm nhìn của chúng tôi về việc chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ về điều này, chúng tôi sẽ làm 100% và chúng tôi sẽ làm điều đó một cách hiệu quả.